Cùng United Vision review về tủ cấp đông nhanh Modius 5K đến từ Colite. Model W5 UES với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng cao cấp. Tổng dung tích là 114 lít, đặt trong không gian bếp không chiếm quá nhiều diện tích. Người dùng có thể sử dụng mọi tính năng của thiết bị thông qua màn hình cảm ứng 4.3 inch siêu nhạy. Dòng Modi của Colite với hai tính năng chính là Blast Chilling, làm mát và Blast Freezing, cấp đông. Mỗi tính năng đều có sẵn 12 chương trình phổ biến nhất được hãng gợi ý. Tùy vào nhu cầu sử dụng của mình mà bạn có thể tận dụng để sử dụng dễ dàng. Bạn có thể thay đổi thông số của các chương trình này nếu cần. Tiếp đến là chương trình thủ công, cho phép người dùng chủ động cài đặt nhiệt độ, tốc độ quạt để tạo ra trình cấp đông của riêng mình. Không thể bỏ qua tính năng thanh trùng Anisakis. Đây là tính năng dành riêng cho các món ăn tươi sống như sushi, tạt-ta, giúp ngăn ngừa các vi khuẩn có hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Giải nhiệt trải dài từ âm 40 đến dương 10 độ C cùng khả năng cấp đông vượt trội. Tủ cấp đông Colite dòng Modi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất mà còn đảm bảo được chất lượng của thực phẩm cấp đông. Chưa kể, kỹ thuật cấp đông nhanh cũng là chìa khóa để tạo nên kết cấu chuẩn cho một số món ăn đặc thù, chẳng hạn như kem gelato. Hãy ấn like video và subscribe kênh YouTube của United Vision để theo dõi thêm thông tin về các thiết bị cho bếp công nghiệp.